những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ. Việt Anh và Phượng Nguyên mến chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh, đang được phát trên sông FM tần số 103.1 MHz. Mời quý thính giả cùng cập nhật những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Sở Thông tin và Truyền thông có sự điều chỉnh số điện thoại, đường dây nóng và địa chỉ hợp thư góp ý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Cụ thể, ông Nguyễn Tân Đức, Giám đốc Sở, số điện thoại liên lạc,

Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ số 06, đường Trần Quốc Toản, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ sở thông tin truyền thông a -tây ninh gov vn Thưa quý khán giả, nhiều công nhân lao động xa quê được trao tặng vé tàu từ chương trình Chuyến tàu Công đoàn Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh vào chiều ngày 3 tháng 2. Chương trình chuyến tàu công đoàn xuân 2024 đã xét và trao tặng 19 vé tàu khứ hồi với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho 19 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có quê ở các tỉnh phía Bắc, từ tỉnh Nghệ An trở ra. Đây là những đoàn viên người lao động đã 2 năm trở lên, chưa có điều kiện về quê đón Tết, luôn tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức, có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chuyên môn. Mỗi vé tàu khứ hồi trị giá khoảng 5 triệu đồng. Ngoài vé tàu thân nhân của công nhân lao động cùng về quê cũng được hỗ trợ 50% giá vé. Ngoài ra mỗi cá nhân về quê còn được tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng đã hỗ trợ tiền xe cho công nhân lao động ra ga tàu. Ngày 3 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng cho vay lãi suất 60% một tháng, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Trần Minh Hiệp, 38 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, có hành vi cho gia lãi nặng nên lập kế hoạch đấu tranh. Đến ngày 2 tháng 3, 3 tháng 2 năm 2024, phát hiện Hiệp đang đi thu tiền của người dây ở khu vực xã Trường Hoa, thị xã Hòa Thành. Đơn vị phối hợp cùng công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang. Công an thu giữ 1,6 triệu đồng, một xe mô tô, 5 cây dao tự chế, 3 bình xịt hơi cay cùng nhiều đồ vật liên quan khác. Ngay trong ngày công an mời làm việc thêm đối tượng có liên quan Nguyễn Quốc Hưng, 22 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành. Tại cơ quan công an, hiệp khai, mình mới hoạt động cho vay khoảng gần 1 năm, hình thức cho vay chủ yếu là vay tiền đứng và tiền trả góp cho khoảng trên 100 người, với tổng số tiền cho vay hơn 900 triệu đồng. Lãi suất hiệp lấy 60% một tháng, tương đương 720% một năm. Hàng ngày Hưng phụ giúp hiệp đi thu tiền lãi và được trả công 200.000 đồng. Hiện vụ việc phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, với hơn 500 bài viết của các tác giả trong và ngoài nước gửi về cuộc thi Hào khí miền Đông do báo Thanh niên tổ chức, Bà Nguyễn Như Sương, 92 tuổi, ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã giành giải tác giả cao tuổi nhất. Từ đó đã tạo nguồn cảm hứng cho người trẻ yêu đọc sách hơn. Về làm dâu đất trảng Tây Ninh từ năm 22 tuổi, đến nay, bà Nguyễn Như Sương đã gắn bó với vùng đất miền đông này tròn 70 năm. Mà theo bà, thời gian này đủ để đổi thay ba thế hệ và trải qua bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là thăng trầm của lịch sử. Với vốn hiểu biết và tình cảm của mình dành cho vùng đất gian lao mà anh Dũng này, bà đã gửi gắm vào từng con chữ trong bài viết Hào khí Tây Ninh. Bà Nguyễn Như Sương, phường Gia Huỳnh, thị xã Trảng Bàng, chia sẻ. Tại vì hồi xưa thì đi về mà làm giao liên của liên tỉnh miền Đông á, thì về Trắng Bàn có tiếp xúc những rồi mấy ông cán bộ xưa đó thì đã hiểu biết tình hình của Trắng Bàn. Rồi khi đọc sách đọc báo, mê đọc sách đọc báo, sách cũ sách mới gì cũng đọc hết ra nè, thằng đó nó rõ được tình hình của Tây Ninh. thấy Tây Ninh cũng là cũng là có một tỉnh rất là anh hùng, có nhiều người dân thì kiên cường đấu tranh bất khuất mình cũng mến và cũng nể phục Tây nên... Ninh. Những ngày cuối tháng 1 vừa qua, bà Nguyễn Như Sương đã đến với lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Hào khí miền Đông tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cuộc thi, bà đã giành giải tác giả cao tuổi nhất. Trước đó với bài viết Những mùa xuân khó quên, cụ Như Sương đã vượt qua gần 900 bài viết để trở thành một trong hai tác giả đoạt giải ba trong cuộc thi viết Nhớ thương mùi Tết năm 2021. Ngoài ra, bà còn nhận được giải bài viết có nhiều lượt chia sẻ nhất. Trong năm 2022, bà đạt giải nhì tại cuộc thi cuốn sách Tôi yêu do Sở Thông tin và Truyền thông Đài Phát Thanh và Truyền hình và vnbt Tây Ninh phát động. Với những kết quả đạt được, bà không những trở thành một niềm tự hào của con cháu, mà đã thắp lên ngọn lửa tri thức, truyền cảm hứng yêu đọc sách và mê viết lách với những người xung quanh bà, đặc biệt là những thế hệ trẻ. Em Nguyễn Như Kim Khánh, cháu ngoại bà Nguyễn Như Sương bày tỏ. Khi có bà ngoại là một tấm gương lớn như vậy thì tụi em là con cháu cũng được trải nghiệm những cái kinh nghiệm sống, những trải nghiệm sống mà thế hệ trẻ của tụi em sẽ không bao giờ được trải qua cùng với đó là qua việc làm của họ thì không chỉ riêng em mà là tất cả các con cháu trong dòng họ đều có cho mình những cái ý niệm là phải noi theo những cái việc làm những cái nguồn cảm hứng đó là phải ham mê đọc sách viết lách nè cũng như là truyền cảm hứng cho mọi người thích hơn cái việc đọc sách đối với bà như sương việc đọc không chỉ giúp bà bồi đắp kiến thức của bản thân như câu nói đọc muôn quyển sách đi muôn dặm đường mà còn giúp tinh thần bà trẻ hơn Bà chia sẻ bản thân mình là người nông dân, nhưng bà ham đọc sách. Bà góp nhặt những điều hay trong đời sống thường ngày và đem về trải lòng qua từng con chữ. Có thể nói, không thứ ánh sáng nào mà sáng bằng ánh sáng được tỏa ra từ vẻ đẹp tri thức. Không điều gì có ý nghĩa hơn việc lan tỏa sức mạnh tri thức và tạo nguồn cảm hứng cho những người trẻ hôm nay. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thu thính giả tranh thủ hai ngày cuối tuần, nhiều gia đình mang đồ lễ tới các nghệ trang để tạ mộ cuối năm, mời người thân, gia tiên về đón Tết. Lễ tạ mộ thường bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 30 tháng Chạp. Tạ mộ hay còn được gọi là chạp mã, là việc dọn dẹp sửa sang lại phần mộ của gia đình tổ tiên vào ngày trước Tết. Tạ mộ ngày giáp Tết là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt Nam, nhắc nhở con cháu về tâm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Nhân dịp cuối năm, mọi người quay quần sum họp để thực hiện nghi thức nghi lễ tà mộ. Đây là cách để con cháu nhớ về tổ tiên và mong muốn gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, tài lộc trong năm mới sắp đến. Theo Bộ Công Thương, mặc dù nhiều khó khăn bổ vay, nhưng da dày đang được xác định là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có sản phẩm chất lượng cạnh tranh trên thị trường quốc tế năm 2023, xuất khẩu giày dép mang về cho Việt Nam hơn 20,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 26 liên tiếp, tính từ năm 1998, giày dép xuất khẩu luôn nằm trong nhóm mặt hàng tỷ đô la Mỹ và nằm trong nhóm có kim ngạch cao. Hiện Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu 1,5 tỷ đôi và có mặt ở 150 thị trường. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý thính giả tối ngày 3 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân chủ nhằm lựa chọn ra ứng cử viên đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống đã chính thức bắt đầu tại bang South Carolina. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng ngày 3 tháng 2 theo giờ địa phương và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ, tức 7 giờ sáng ngày 4 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Các cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữa ba ứng cử viên là đương kim tổng thống Joe Biden, nghị sĩ bang Minnesota Dean Phillips và ứng cử viên Marianne Williamson. Theo giới phân tích sở tại, nhiều khả năng Tổng thống Biden sẽ có được chiến thắng áp đảo. Cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina được coi là phép thử quan trọng về sự ủng hộ của cử tri da màu với nỗ lực tái tranh cử của ông Biden. Trong cuộc bầu cử năm 2020, sự ủng hộ của nhóm cử tri này đã tạo động lực mạnh mẽ giúp ông chiến thắng. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho ông đang sụp giảm trong nhóm cử tri da màu, đặc biệt là giới trẻ, do không ủng hộ cách ông tiếp cận giải quyết những ưu tiên của nhóm cử tri này trong động thái giúp Bắc Ireland phá vỡ bế tắc chính trị hiện nay. Ngày 3 tháng 2, các nghị sĩ tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này đã bầu ra các thành viên cơ quan lập pháp mới, cũng như bầu một thủ hiến mới. Theo kết quả được công bố, ông Elkin Puss đã được bầu làm chủ tịch cơ quan lập pháp Bắc Ireland cùng ba vị trí phó khác. Đáng chú ý, các nghị sĩ cũng đã bổ nhiệm bà Michelle O'Neill làm thủ hiến mới. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa lịch sử khi bà O'Neill thuộc đảng Sinn Féin theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ sát nhập Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland. Bắc Ireland đã không có chính quyền hoạt động kể từ năm 2022, sau khi đảng Dân chủ hợp pháp DUP, theo đường lối ủng hộ Bắc Ireland nằm trong Vương quốc Anh, đã tẩy chay chính quyền chia sẻ quyền lực để phản đối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit liên quan đến nghị định thư Bắc Ireland. Thế bế tắc chính trị đã chỉ định phá vỡ sau khi DUP mới đây đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Anh. Liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại nhà ga de Sadegatellion ở thủ đô Paris, của Pháp khiến ba người bị thương, cảnh sát cho biết nghi can là đối tượng có vấn đề về tâm thần đã bị bắt. Đồng thời loại trừ đây là một vụ khủng bố. Nhà chức trách cho biết hành khách tại nhà ga đã khống chế được đối tượng trước khi cảnh sát đến hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Cảnh sát cũng đã phát hiện một số loại thuốc trên người nghi phạm cho thấy đối tượng đang trong quá trình điều trị bệnh nhằm chuẩn bị tết nguyên Đán giáp thình đang tới gần nhiều tỉnh thành phố ở trung quốc như thượng hải tứ xuyên đang tổ chức chương trình đèn lồng với hình rồng rực rỡ sắc màu và được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường những ngày này vườn dự viên một địa danh biểu tượng ở thượng hải đang được thắp sáng bằng nhiều loại đèn lồng khác nhau không chỉ với hình rồng mà còn khắc họa nhiều các loại động vật ngộ nghĩnh khác mang lại sự thích thú về mặt thị giác cho du khách tham quan Chủ đề của lễ hội lồng lồng đèn năm nay là phần tiếp theo của phiên bản năm 2023, cuộc phiêu lưu của núi và biển, dựa trên tác phẩm văn chương kinh điển Sơn Hải Kinh. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Việt Anh, Phương Nguyên, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.